Xin chào các bạn, Học Văn Chị Hiên đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về sự tích Hổ Ba Bể. Vậy thì bây giờ, các bạn hãy theo dõi những bức tranh và lắng nghe cùng chị nào. Ngày xưa, ở xã Nam Mẫu thuộc tỉnh Bắc Cạn, có phong tục mở hội cầu Phật vào dịp đầu năm. Dân làng ăn mặc lộng lẫy, nấu nước lên chùa thắp hương, khấn vái, mong được nhiều điều may mắn. Một hôm, bỗng có một bà lão xin ăn từ đâu tới. Trông bà già thật gớm ghiếc, thân hình bà gầy gò, lở loét, quần áo bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối. Vừa đi, bà vừa thều thào xin ăn: "Tôi đói quá, mong các ông, các bà nhón tay làm phúc." Mọi người đều sợ hãi, xua đuổi bà ra khỏi đám đông. Bà lão lặng lẽ bước tới ngã ba thì gặp hai mẹ con cậu bé đi chợ về. Thấy bà lão ăn xin tội nghiệp, người mẹ đưa về nhà, lấy cơm cho ăn rồi mời nghỉ lại qua đêm. Đến khuya, hai mẹ con nhìn ra chỗ bà già nằm thì thấy sáng rực lên. Một con dao long khổng lồ đầu gác lên xà nhà, đuôi thò xuống đất. Hai mẹ con kinh hãi rụng rời, đành nhắm mắt, nín thở, nằm im phó mặc cho số phận. Sáng ra, họ chẳng thấy con dao long đâu cả. Trên trõng vẫn là bà cụ ăn mày ốm yếu, lở loét. Bà cụ đang chuẩn bị rời đi, vẫy người mẹ lại gần. Bà bảo rằng, vùng này sắp có lụt lớn và đưa cho một gói cho bếp, dặn đem rắc quanh nhà. Nghe vậy, người mẹ lo lắng hỏi làm thế nào để cứu người bị nạn. Bà cụ nhặt hạt thóc, cắn vỡ ra rồi đưa hai mảnh vỏ trấu và dặn dùng nó để làm việc thiện. Vụt một cái, bà cụ biến mất. Hai mẹ con bàng hoàng khôn xiết. Người mẹ mang chuyện kể lại cho dân làng nghe, nhưng tiếc thay là chẳng có ai tin cả. Quả nhiên, tối hôm đó, lúc mọi người đang xì xụp lễ bái, thì một cột nước dưới đất vụt mạnh lên. Nước phun đến đâu, đất lở đến đấy. Dân làng kinh hoàng, chen nhau chạy tháo chân. Bỗng, một tiếng ầm rung chuyển mặt đất, nhà cửa và muôn vật trong phút chốc chìm sâu trong biển nước. Riêng ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con tốt bụng vẫn khô ráo, nguyên vẹn và nền nhà mỗi lúc một cao lên. Người mẹ xót xa trước thảm cảnh, sực nhớ lời bà lão dặn, liền thả hai mảnh vỏ trấu xuống nước. Kỳ lạ thay, chúng biến thành hai chiếc thuyền. Thế là, mặc gió lớn, mưa to, hai mẹ con ra sức cứu người bị nạn. Khi nước rút, chỗ đất bị sụp biến thành hồ Ba Bể, còn nền nhà của hai mẹ con thành chiếc gò nổi giữa hồ, mà ngày nay người ta gọi là gò Bà Quá. Câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn hãy chú ý lắng nghe thật nhiều để có thể kể lại toàn bộ câu chuyện một cách rõ ràng và mạch lạc nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.